Xin chào các bác yêu cây trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là quay giới thiệu với bác một cây siêu lộc vừng của bác Trần Văn Đôn ở Vũ Thư, Tân Lập Vũ Thư, Thái Bình. Đi triển lãm được khách trả hơn 100.000 USD nhưng mà bác Đôn không bán. Thì cây có vòng bệ là hai người ôm không hết. Chiều cao toàn bộ là lên đến 7-8 mét. Tức là nhà bác nào mà có một cái nhà tầng 1 ấy là nó phải lên đến tầng 2. Các bác ngắm cây và cảm nhận.